Hey, chào cả nhà đó, ở đây với kênh của Vũ. Chúc cả nhà năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Mọi điều tốt đẹp đến với cả nhà trong năm 2020. Mọi người cùng đi với Vũ xem cuộc sống và sinh hoạt của người Nhật đầu năm họ ăn Tết như thế nào. Mọi người cùng đi với Vũ nhé. Hiện giờ là Vũ ngoài đường để xem họ người Nhật họ ăn Tết như thế nào nha mọi người. Tôi thấy thì ngoài đường thì nó vắng vẻ. Họ ăn Tết là họ ăn Tết đơn giản chứ không phải như Việt Nam mình cầu kỳ trước nhà có hoa trưng hoa bài Tết như kia. Còn đây là bãi đậu xe tính phí nha mọi người. Đó là đánh giá ở trên là những nhà nào mà không có bãi đậu xe thì mình để xe gửi xe ở đây để có bảng giá nó sẵn hết. Mọi người ơi, bữa nay qua nhà danh chơi danh đãi ăn đâu cũng chết dịch mọi người ơi, và đầu bếp chính là thế nó còn hồng không ca sĩ Quang Vinh Quách Thành Danh đang chặt dịch coi cái chặt dịch chặt cái kết nha, nó không bảy ba còn dịch không nữa. Năm đầu tiên thì ăn Tết tại Nhật thì anh em tụ họp lại thì có cá rô phi chiên giòn mọi người, bánh tét nữa, vịt nấu cháo, ghi là trứng luộc ha, vịt lộn luộc. Mà cả nhà dùng bữa cùng với Vũ nha. 1, 2, 3, vô. Quá sớm cả nhà ơi. Cái trình tự đừng lên nhé. Mày chung phải không gì? Bạn mới ăn mới mọi người. Lip Sama thì Dư hả? Dư còn đây quách Thành Danh rồi đây Phi Sọ. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Rồi chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà bên này. Mày quá thấy mày quá đây sợ nói tiếng hả? Bên này tôi cũng tào quá. Chào mẹ em gái nha. Nhớ là subscribe cho kênh nha. Like và subscribe cho kênh Yuki Hạnh Vũ. Yuki Hạnh Vũ official. Người ta thương tan ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người yêu thương có người dưng dần con tên không có điểm dừng. Giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh. Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành xanh. Anh không còn người lựa chọn đâu em. Em muốn xa anh như lá xa lửa cả. Đang hướng qua người dừng. Chào cả nhà nha.
Chào cả nhà, hẹn cả nhà lần sau nha.